Rồi giới thiệu anh em ơi, lần tối thì có chè anh em ơi. Rồi con này là AK nha anh em, bằng 10 nha, có một con duy nhất á, hàng bãi gì đường con nha, riêng nguyên bán nha anh em, hát luôn. Cái này mình đang nghe qua phần suột á nha anh em. Rồi chút xíu nữa mình đóng xuống phần băng cho anh em nghe bao thu luôn nha anh em. Cái này mình đang nghe cuốn cái nhạc xuân đó nha anh em, riêu nhôm Scott xịn luôn á nha. Anh em nào chơi Zalo số này nha anh em, có một con duy nhất luôn á, chắc nghe vài bữa bán anh em ơi. Anh em nào chơi bán rẻ luôn nha, được là bán anh em ơi, tại vì mình thích trải nghiệm thôi nha anh em, trải nghiệm bán. Rồi cho giá thì nó có nha anh em, chắc em phải rẻ nha, rẻ thị trường phải mấy triệu nha. Anh em nào quan tâm thì Zalo nha anh em. Anh em mình lên lại này, mình đang nghe qua cái lo ở dưới nha anh em, bát 40 á, Sansui 901 Bioner. Rồi bây giờ mình lại mình cho anh em test mấy anh em đa phần suộc nha. Nó ao bút này anh em thấy không, đang nghe qua phần suộc này. Chờ xíu nha anh em, cái máy hết pin băng này, tại vì mình không có nghe qua băng nhiều, nó bị băng quyền anh em, nhạc mạng thì không sao. Tắt này, tua này, cả này, đây. Yên tâm nha, rin hết nha anh em. Mới hôm nay nha anh em, mới có hôm nay mới về nha. Rồi đây nè, ok chưa, đã volume này, ok chưa, không phải trái nặng ở đây là chưa kim rồi, ok nha. Bảy in 10 in này nè, máy chức năng thôi, tốc độ con này chạy được tốc độ 15 luôn nè anh em. À, chiếc từ rèo lép ra rồi lại tạm dừng thôi, thâu SOS phần tiếng thôi, lao nôi nè, độ ồn thấp. Cái này nó giống như chiếc từ rèo nhưng mà nó sáng tiếng hơn xíu thôi. Rồi mạch nó hơi cồn này nha, ok chưa anh em. Nói chung có con nào làm lên con đó liền nha anh em. Rồi bây giờ một năm tết chi lại ghé thăm một lần lãng phí chấp nhau để làm gì chuyện nhanh anh em. À, con này mình nghe qua con có này thôi nha, âm đi có này nè nha, con này là Bioner luôn. Rồi mình bật quay đó hết giờ nha, chưa leo đầu từ luôn nha anh em, nguyên bán luôn á, gì em bó cho test luôn á. Đó anh em nào thích đèn đó, hai con này với con này, ba con cái đèn cũng giống nhau nha, ít thôi nha anh em, tại vì cái đó mình nghe nhiều quá, YouTube nó bị gắn cờ. Đó phần suộc nghe ngon không. Rồi băng cối luôn nha anh em, băng đây là băng 10 nha, tất cả là riêu xịn đó nha, Scott nha nè. Rồi anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em, một con duy nhất thôi nha anh em. Mình là mình không có chuyên cối nha, mình chuyên đồ đứt thôi nha anh em, nhưng mà nói chung mình cũng thích cối á. Rồi ở đây có băng băng 5 nha, băng 7, băng 7 thấp nhất là 400.000, 600, 800 1 triệu nha, ok chưa anh em. Nó đỡ nào quay cũng đẹp anh em, mới nhặt mạng em hay mà nè, càng đét luôn, bát 40 nè. Có tự hành đất mình cũng còn nhiều lắm nha, Sony còn con này, bán hai con là còn con nha anh em, đủ giá nha. Cối là tầm cỡ có 2 triệu rưỡi là có nha anh em, mấy con có cũng nhật á. Rồi ok anh em nha, anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em.